Hiện tại thì mình đã qua được cửa khẩu để sang Trung Quốc, nhưng mà sang đây thì mình cũng chỉ được chơi ở ven ven đây thôi, cũng không được vào sâu bên trong. Nhưng mà như thế rất là vui rồi. Trước khi đi thì mình có làm sổ, thì có làm ở một số cái quán mà ở ngay chỗ bên cửa khẩu của Việt Nam. Thế nhưng mà mình lưu ý với các bạn là khi mà làm sổ thì các bạn phải chọn nhờ một bạn bè của mình ở trên Lào Cai đưa đi làm sổ, vì mình là người ngoài tỉnh khác thì cái việc làm sổ đấy nó rất là khó khăn và khá là đắt. Lần này thì mình làm phí hết 400.000 rồi là thêm những phí linh tinh. Nếu như mà bạn ở người ngoại tỉnh ý, thì có thể sẽ bị mất thêm tiền, nhưng mà không sao, sao thì sang được đến bên này cũng đã là rất là tốt rồi. Bây giờ thì bọn mình đang chờ tất cả mọi người làm thủ tục xong thì bọn mình sẽ sang bên này chơi. Bên này có rất là nhiều thứ hay ho, và đã lên đến Lào Cai đi cho Sapa rồi thì mình nghĩ là các bạn nên sang Trung Quốc chơi một chút, bởi vì cũng sẽ có nhiều thứ để chơi hơn. Phương ơi, Phương ơi, đi đây. Phương sẽ làm hướng dẫn viên du lịch nha. Các bạn, mình đang ở cửa khẩu Trung Quốc. Thiếu Trang đang là phóng sự nha. Đầu tiên là chẳng bất không lấy bên này mát không bảo sang rõ nóng. Đây là mình sẽ đi đâu đây? Mua nước uống này. Nó đỡ nặng hơn nhưng mà... Đây là mọi người lấy hàng đấy ạ. Xếp hàng dài. Đây là người Việt Nam mang về Việt Nam Nam đây ạ. Đi nào. Xếp chào bác. Chơi à? À vâng ạ, đi chơi. Có để xe to này á. Mệt lắm. Hôm nào hôm nọ cháu đi xe điện sang ấy, xong rồi đến lúc đi về trời ơi bị mấy cái xe này thường tưởng là bén xe đến nơi rồi. Bác ơi, một mình bác đẩy một cái xe này ấy ạ? À thế ạ. Bác ơi, thì cháu đi chơi một lúc nhá. Cháu đi chơi ạ. Mọi người Việt Nam ấy đúng không? Thế mọi người ai cũng trắng luôn ạ. Đây là cửa hàng bán những đồ ăn.
đây là người Hàn Quốc. Dâm. Siêu thị. Bây giờ mình sẽ đi siêu thị để mua một ít đồ mà đấy vào trong cái cửa hàng mua đồ dạng như kiểu là ở Việt Nam thì nó giống như là cửa hàng mua đồ lưu niệm ấy, thế nhưng mà không được quay phim chụp ảnh. Mua được vào này rồi. Về mình sẽ show cho mọi người xem. Hỏi trước xem có được quay phim chụp ảnh không nhá. 79 đồng. Thank you.
đây là xúc xích siêu to khu khổng lồ. Mua một cái đi. 37.000. Có mua không? Em mua nguyên chùm này. Có, chị cũng lấy chị một cái đi. Biết quá nữa không? Để mua. Cái em mang anh trưởng 2 cái à? Mang anh trưởng 2 cái. Nắng cũng vào công viên nhá. Ừ. Hỏi taxi này đi. Bây giờ vào công viên thì chúng ta sẽ phải đi taxi. Thôi đi vào công viên thì bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu? 15. Oh. Bây giờ sẽ đi công viên. Xe. Ôi mát quá. Ba bể đổ xe. Thế đây ra đây có xa không? Xa. Xa so với người đi bộ thì. Đi xe cũng một lúc mà. Chị cứ thử bấm giờ mà xem. 39 giây rồi. Trên tháp nhá. Tháp nào? Nó có hai, nó có ba cái tháp cao lắm. Thôi em quay. Bây giờ em không còn sức để leo nữa rồi, chân em mỏi lắm rồi. Em hỏi thương quá. Thôi cái chỗ đấy quay lên thôi. Sao có dám ăn cái bánh này nữa không? Chưa muốn ăn được mà. Không sao cả. Nhồn nhẹ hết cả người. Bảo từ từ hắn lên xe đi quay từ từ. Sợ. Không biết đường vào nó đã đẹp chưa nhỉ? Xa phết nhỉ? Nên là sau này muốn đi công viên thì phải đi taxi đúng không? Chú nó đi đâu đi? Cái đoạn này ngày xưa xấu xấu hay sao ấy nhở? Làm xong rồi. Không, nó trên nước cơ mà. À ừ, đoạn này về này. Nó là một nửa đường nhở? Thank you.
đấy, xung quanh được mà. Đi sang ấy lần thứ 3 rồi vẫn không nhớ được. Hồ đông xí đà. Xe xe như kiểu cái xe thùng á. Cái đường thì nó còn đường nó còn xấu xong đi lắc văng ra ngoài. Ở gần cái công viên có một chút sữa mộng mơ cả. Ủa, xe quán trà sữa toàn bông bông. Phát sinh xí cơ bà, phát sinh xí cơ bà, tôi cũng không đồng. Ôi, chụp ảnh ở đây đẹp dã man luôn. Sao lại xuống 5 đồng?